cũng đâu uống rượu nữa. Mà bây giờ ngồi vậy chơi này vui lắm nè, cũng thường uống rượu. Đang quay nhang nói chuyện đàng hoàng nha. Rồi tới Linh đang quay trực tiếp hả? Anh đừng có quay trực tiếp. Bỏ lại bỏ lại. Nó làm sao nó làm biết lăn cái cục ra ngoài là uống một ly. Cái gì bệnh vậy nè, bệnh đó vậy nè, gì nè cũng được nữa. Không nó thảy đi, thảy đi. Thảy đi. Mà làm. Giở lên cao thả xuống. Ừ. À kiểu mẹ con rồi. Gì? Đâu coi. Uống nửa ly. Rồi, ok. Uống nửa ly. Đúng sao nó ít như vậy, sao nó khỏe vậy? Nó hên, nó hên. À này hai ly nằm bên này rồi. Tới em. Rồi thấy em đi uống ly em không? Uống nè. 3 ly một chỗ. Không có đâu, cái này có 2 ly rồi. Không thấy thấy. Không được. Không nó làm sao nó làm? Không phải. Nè nó cũng lắc nè, nó cũng lắc nè. Nó cũng lặp lòng thôi. Rồi, bỏ xuống. Hồi nãy không phải. Cái này có mùi, có mùi hết. Thôi thấy đi, thả đi, thả theo thấy đi. Theo chủ nhà. Thấy nhắm môi. Bây giờ xem kêu nhắm môi là thấy chưa? Thấy thấy. Thấy. Rồi đó vậy. Gì? Nhắm môi chưa? Đây để em nhắm môi cái. Để cho rốt. Uống rồi chết liệt, uống rồi chết liệt. Nhắm môi ngang. Ừ, rồi. Ừ, ok. Sao tự nhiên được nhắm môi vậy? Chả gì? Chỉ định. Chỉ định là chỉ định. Uống một ly. Chỉ định là lại uống ly. Cái gì kêu ai là người đâu uống. Thì uống đi. Ai đương ly rồi. Ê cái này vui nè. Cái này vui nè. Chỉ định. Chỉ rồi phải đi uống phúng uống phúng nè. Có nghĩa là chỉ định là muốn chỉ cái chị. Ờ đúng rồi. Cái này vui nè. Phúng này. Thôi cho nó nằm. Kêu nó lên. Thôi cho nó nằm đi, cho nó nằm đi. Nhắm môi hả mày. Không lẽ bốn anh em mình nè. Thôi đúng rồi đi. Có nhiều chuyện anh em đi. Có nhiều chuyện đi. Bây giờ đúng rồi. Tới ai cả. Bên mình. Đồ có bữa hẳn nó che mình. Tên mình chứ ai. Bữa hẳn nó che mình xong mình bây giờ nó nằm. Bây giờ bỏ đi. Tên chỗ. Ủa sao tự nhiên anh sao cũng chỉ định rồi tên mình. Đủ. Cao lên, cao lên. Trời ơi, thấp vậy. Uống 2 ly. Uống 2 ly. 2 ly. 2 ly. Đây, đây, đây. Đây. Lòi lồn. Ăn người đó nè. Đón ra, đón ra. Lưng, đón ra. Dạ, em đón ra gì hả? Rồi, rồi. Uống ly, uống ly. Thì liền luôn á. Giá nhà lưng kia ra phải bên phía này thì lòi lòn vô đây bả lòi lòn cho thêm miếng mồi chết anh đừng rồi tiếp ly này dạ, uống 2 ly tặng cho cái nặng nhất anh luôn anh đủ hả chết rồi đã anh thêm ly nữa rồi tấn lưng dạ, em nhắm môi thôi nhờ bà này mới chỉ định nè để là anh đó sao đâu uống được. Tại ta chỉ định mà. Nó nhắm môi mà. Anh chỉ định mà, anh uống đâu, chỉ mà. Chỉ định là có quyền chỉ. Cho anh chỉ em. Rồi. Thì tại em nhắm môi. Ông tưởng ra rồi xong. Rồi bắt đầu nè. Ngôi sao. Chết. Uống 1 ly. 2 ly. Ê, 2 ly. Ủa, 2 ly. Uống 2 ly. Uống chết là lòi lòng rồi. Uống gì. Đúng rồi. Sao không uống. Uống 2 ly. Hãy uống để cái lưng hả? Đang lưng uống 2 ly. Uống lồn luôn đi. Lồn lồn. Cái chết là lưng xuống. Cái ô trời. Chết rồi. Sao hang này nó hơi hên dưới lưng. Ở tới phút. Chưa để nó uống xong mình mới làm. Không còn cái nó xuống lầy á. Ok. Chết rồi. Hồi nãy mình trúng nhắm môi. Chết rồi. Chết rồi, chết rồi. Em mặn sao để anh Trường nằm em đưa vậy? Trời ơi, Trường nghĩ cái cục này mai mốt đề nghị là phải làm nhiều cục lên. Đặng là phát không phát. Ủa mà mai mốt không có nói vậy? Anh mình uống bia mà uống cái này mà uống 2 ly chắc uống cái ỉa tại chỗ luôn, chắc chết luôn. Gặp cái ly Sài Gòn á, quá là chết mẹ liền. Đâu có thôi mấy em nó đánh uống ăn đi. Thôi đừng có nói chơi nè, 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 nè. Rồi vô. Mày chết rồi. Cái chim. Tại gót. Ơi, ai sao kỳ vậy? Ai cũng uống 2 ly chân hả? Tại mấy người thấy. Ông đây sao là rớt rớt. Không bỏ anh đừng rớt uống hả? Rồi, đây gì kỳ vậy? Ai cũng 2 ly chân. Em biết đâu. Thầy nó đến nó lăn gì vô chứ. Thấy. Lẹ lên. Rố vô. Uống đây, tự múc uống đi. Chết rồi, uống 2 ly là xỉn thì lẹ lên cả ly. Hay tự gót là cũng phải